Từ ngày hôm qua, thị trường bất động sản đã xôn xao trước thông tin tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng với các cổ đông khác đã thành lập công ty quản lý và đầu tư bất động sản VMI. Và theo đó, thì công ty này sẽ đầu tư một lượng nhất định vào các bất động sản sẵn có hoặc là hình thành trong tương lai. Sau đó thì giá trị bất động sản sẽ được chia thành 50 phần và người mua có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh thay vì một người mua một căn nhà như trước đây. Giá trị một căn nhà phố hoặc biệt thự sẽ được chia ra 50 phần. Mỗi phần, người mua có thể đầu tư số vốn từ 120 triệu đồng dưới hình thức góp vốn kinh doanh. Sau thời gian từ 1 đến 5 năm, hợp đồng sẽ được chủ đầu tư thanh lý cho người mua tiếp theo. Lợi nhuận được công ty đảm bảo mức tối thiểu là 7,5% mỗi năm. Khách hàng còn được có cái cơ hội là thụ hưởng được cái lợi nhuận từ cái việc tăng giá của bất động sản trong tương lai thì đâu đó khoảng tầm 15% một năm. Và đồng thời cũng được hưởng một cái mức lợi nhuận chia sẻ, cái lợi nhuận cho thuê ở mức khoảng tầm 50% đối với những cái căn nhà, những cái sản phẩm hoàn thiện. Các sàn giao dịch bất động sản cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư khó tiếp cận được nhà phố, biệt thự chính là giá bán cao. Mỗi căn có thể từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, vượt xa thu nhập của đa số người dân. Tôi nghĩ là khi mà đưa được giải pháp này ra, thì thứ nhất là chúng ta sẽ huy động được nguồn tiền ở thị trường rất lớn để đầu tư vào bất động sản. Thứ hai nữa là những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể tham gia thị trường này nếu mà nguồn vốn họ thấp. Có thể cái nguồn thu của chúng ta hoặc là cái suất đầu tư của chúng ta có thể nó nhỏ, nhưng đến ngày mai cái suất đầu tư của chúng ta với số tiền lớn hơn thì chúng ta có thể thêm vào và chúng ta sẽ tăng cái vốn đầu tư của chúng ta lên, thì cái cơ hội mà sở hữu những bất động sản thấp tầng ấy, đặc biệt những bất động sản ở tại các cái khu vực, các cái quận huyện nội thành của những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian hợp tác kinh doanh, các nhà đầu tư sẽ được chứng nhận quyền tài sản và được phân chia lợi nhuận phát sinh tương ứng với tỷ lệ đầu tư. Ngoài ra, công ty sẽ xây dựng và tổ chức nền tảng bất động sản trực tuyến, giúp nhà đầu tư tìm kiếm thông tin và trao đổi với các nhà đầu tư khác, cũng như cách thức thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền tài sản.